Vào dịp lễ Tết thì sức khỏe của giọng nói cũng rất quan trọng vì đây là dịp giao lưu với bạn bè, đoàn tụ với người thân, gia đình sau một năm dài tất bật. Tuy nhiên, một số người lại gặp phải tình trạng khàn tiếng, mất giọng do một số nguyên nhân như hát karaoke, ăn hạt dưa, uống rượu bia hoặc mắc các bệnh như cảm cúm, viêm họng. Vậy thì làm thế nào để có thể có một sức khỏe giọng nói tốt trong dịp lễ Tết này? Hãy cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố gặp gỡ và trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Hảo Hấn, trưởng khoa mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh để giải đáp vấn đề này nhé. Làm sao để giữ gìn một sức khỏe giọng nói tốt trong dịp lễ Tết, thưa bác sĩ? Trước hết xin cho mình gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình. Thì rõ ràng là Tết sắp đến thì tất cả công việc đều bận bịu, đặc biệt là những người sử dụng giọng nói nhiều như là những người buôn bán, những người làm sự kiện. Chúng ta nói một thời gian rất là dài thì buộc cái thanh quản của chúng ta làm việc rất là nhiều thì rất là dễ gây khàn tiếng, kèm với cái tình trạng mà khi gần tới Tết thì thời tiết chuyển mùa, cái không khí nó lạnh hơn thì khi chúng ta hít vào thì cái đường hô hấp của chúng ta cũng sẽ bị viêm. Kèm với cái tình hình mà trong những ngày Tết thì anh em gặp gỡ nhau, chúng ta vui vẻ uống vài ly bia hoặc là uống vài cốc rượu hoặc là chúng ta hát hò, thì khi mà chúng ta vui quá chúng ta dùng những âm thanh của giọng nói không đúng thì cái tình trạng khàn tiếng rất là dễ xảy ra. Vì vậy trong những ngày này để chúng ta có một cái buổi đoàn tụ gia đình, gặp nhau bạn bè để được vui vẻ, giọng nói trong trẻo để chúc Tết thiệt hay, thì chúng ta cũng phải có những cái cách để phòng ngừa, và nếu có xảy ra thì chúng ta cũng phải biết cách để mình điều trị và mình giữ gìn để cho mình lấy lại giọng nói thiệt nhanh để mình kịp đón Tết cùng vui với gia đình và bạn bè. Thì thứ nhất, nói về cái vấn đề mà chúng ta nói nhiều thì thực chất ra không phải tất cả những người nói nhiều đều có thể gây khàn tiếng. Quan trọng là chúng ta biết tiết chế và chúng ta biết hạn chế làm thế nào để chúng ta cái giọng của chúng ta không có hoạt động quá nhiều hoặc là bị thiếu nước, bị khô. Thì trước hết những người làm nghề nói nhiều thì chúng ta nên nói chậm lại, với lại với một cái âm sắc vừa phải. Chúng ta không dùng những cái âm sắc cao, bởi vì khi chúng ta những nói với, nói to, nói những cái nơi tiếng ồn rất là nhiều thì hai dây thanh của chúng ta khép lại như thế này, nó sẽ cà và nó ma sát thì nó tạo nên hiện tượng viêm, và lâu ngày thì nó có thể tạo hạt hoặc là polyp. Vì vậy chúng ta nói chậm, chúng ta nói vừa phải đủ nghe và chúng ta có khoảng nghỉ. Ví dụ những người mà chúng ta dùng giọng nói nhiều thì chúng ta nên 30 phút nghỉ khoảng chừng vài chục giây, rồi chúng ta uống một ngụm nước lọc. Thì khi chúng ta uống một ngụm nước lọc vào thì cái niêm mạc ở vùng hậu họng của chúng ta, cái lông chuyển, cái niêm mạc sẽ được thấm nước, thì cái niêm mạc nó dịu đi, nó đỡ bị khô, nó đỡ mất nước mà nó đỡ bị chảy xước, hoặc là nó không phải là một cái điều kiện thuận lợi để cho những cái vi trùng thường trú nó thâm nhập. Cái điều thứ nhất. Cái thứ hai thì những người uống bia rượu cũng vậy, chúng ta uống vừa phải và tiết chế, nghĩa là chúng ta giảm đi cái phần uống nước đá thiệt lạnh, bởi vì trong thời gian này nếu chúng ta uống đá thiệt lạnh thì rõ ràng là cái niêm mạc hậu họng của chúng ta sẽ bị tổn thương, mà khi họng của chúng ta bị viêm thì nó sẽ lan dần xuống dưới hoặc là nó lan ngược lên trên, thì cái thanh quản của chúng ta là cái nơi dễ bị ảnh hưởng nhất. Cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề ăn uống. Thì gần tới Tết rõ ràng là chúng ta ăn toàn là những cái đồ khô, đồ béo và là đồ ngọt. Đây là những cái loại thức ăn mà nó làm cho cái nồng độ đường trong máu nó rất là cao, cái niêm mạc nó rất là dễ bị tổn thương. Vì vậy chúng ta cũng hạn chế ăn béo, chúng ta hạn chế uống rượu nhiều, chúng ta hạn chế ăn những đồ khô. Khi chúng ta có dùng vài hạt hồ khô thì chúng ta thường uống thêm những cái loại nước mà nó có thể làm thấm giọng hoặc là dân gian mình gọi là nước mát, thì cái phần này tôi sẽ trình bày ở phần sau. Vì vậy nếu chúng ta biết cách tiết chế trong ăn uống, tiết chế trong ăn nói, và đặc biệt là chúng ta nên mang khẩu trang, bởi vì cái khẩu trang, cái tai mũi họng của chúng ta nói chung là cái đường hô hấp. Vì vậy khi chúng ta hít thở, chúng ta nói thì cái tác nhân gây bệnh như là virus, vi trùng, thậm chí là vi nấm có thể thâm nhập và có thể gây viêm vùng này. Và khi viêm vùng tai mũi họng chúng ta không phát hiện sớm, chúng ta không ngăn ngừa thì nó sẽ di chuyển sâu xuống, và đặc biệt là viêm thanh quản cấp trong cái mùa lạnh rất dễ xảy ra, đặc biệt là ở trẻ em và những người mà hay thay đổi trong môi trường giữa nóng và giữa lạnh. Ví dụ khi chúng ta trong ở môi trường rất là lạnh, khi chúng ta ra ngoài trời rất là nắng thì dân gian mình gọi một cái câu là sốc nhiệt, bởi vì chúng ta không thích ứng kịp. Vì vậy cái việc mà đeo khẩu trang để hạn chế cái việc mà mũi của chúng ta hít những không khí quá lạnh hoặc quá khô, kèm theo đến những cái nơi đông người chúng ta cũng cần mang khẩu trang. Trong cái mùa dịch
vừa qua cái việc mà mang khẩu trang nó cũng ngăn chặn cái việc mà mình lây bệnh rất là nhiều. Thì bây giờ trong những cái tháng ngày sau, mặc dù dịch Covid nó không còn nữa, nhưng chúng ta ngăn chặn được cái siêu vi của đường hô hấp trên, vì vậy cũng sẽ hạn chế được cái vấn đề mà viêm thanh quản cấp cho quý bà con. Có một số lời khuyên nói rằng súc miệng bằng nước muối, uống nước ấm hàng ngày để họng được khỏe, thì như vậy không biết có đúng không thưa bác sĩ? Thì thực ra đây là hai phương pháp mà chúng tôi gọi rằng là hiệu quả mà ít tốn kém nhất. Bởi vì cái việc mà uống nước ấm nó mang lại cho cái niêm mạc hầu họng của chúng ta không bị nhiễm lạnh quá. Cái hệ thống lông chuyển và lại chắc nhầy ở cái vùng hô hấp của chúng ta, khi mà uống nước ấm thì nó dễ loãng ra và chúng ta dễ khạc. Cái lông chuyển của chúng ta là một cái hệ thống bảo vệ đường hô hấp trên rất là tốt. Khi mà chúng ta để cái niêm mạc vùng này nó bị khô, bị lạnh thì cái chức năng quét của cái lông chuyển nó không có hiệu quả. Vì vậy đàm nhớt dễ ứ động và đó là một trong những cái điều kiện thuận lợi để những cái tác nhân mà gây viêm đường hô hấp trên tấn công bệnh nhân. Vì vậy khi chúng ta uống nước ấm, đó là một cách chúng ta làm cho cái niêm mạc nhầy ở vùng hầu họng nó loãng ra, rồi cái lông chuyển nó làm việc hiệu quả hơn, thì lúc đó là cái tác nhân gây bệnh sẽ bị quét sạch, thì rõ ràng là mình phòng ngừa rất là tốt. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình xúc nước muối, mình xúc họng bằng cái nước muối sinh lý, đó là một trong những cái cách mà chúng ta rẻ tiền và ít tốn kém nhất để bảo vệ đường hô hấp rất là tốt. Tuy nhiên bà con cũng nhớ rằng là chúng ta làm cái gì cũng phải đúng và vừa phải thôi. Chúng ta làm nhiều không đúng. Bình thường mình ở bệnh viện thì có người nói rằng là xúc 5-7 lần có được không? Thì thực chất ra thứ nhất là nó tốn muối đã. Thứ hai nữa là mình xúc mình khạc nhiều thì không hẳn là tốt. Cái niêm mạc vùng hầu họng của chúng ta sẽ bị tổn thương. Và thứ ba nữa, tôi khuyên là nên tốt nhất là chỉ một ngày tối đa là 2 lần. Hoặc là nếu chúng ta không bị bệnh gì thì một lần tối trước khi mình đánh răng mình đi ngủ. Đó là một trong những mình xúc họng, mình khạc đi những cái chất dơ trong mình ăn uống trong ngày nó lắng động lại. Thì mình khạc xúc rửa sạch sẽ, mình loại bỏ được các viêm nhân vi trùng mà nó ứ động lại ở vùng này. Thì cái vùng hầu họng của chúng ta rất là khỏe.